Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Cận Bình chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Không lâu sau khi tin ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp ở phía Việt Nam. Tân Hoa Xã dẫn nội dung bức điện cho biết, ông Tập bày tỏ vui mừng khi biết ông Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Trọng và tới ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly cùng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ ký kết các thỏa thuận song phương ở Hà Nội vào hôm 5 tháng 11 năm 2015. Theo ông Tập Cận Bình, kể từ khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã tăng cường xây dựng Đảng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam, đạt được một số loạt thành tựu trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lãnh đạo tối cao của Trung Quốc cũng cho rằng sự thành công của Đại hội 13 là bắt đầu chặng đường mới cho công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Trọng và ban lãnh đạo Đảng khóa mới, những thành tựu to lớn hơn sẽ được nhiều hơn trong sự nghiệp khác nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam. Ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiện và cũng là cộng đồng có chung tương lai có ý nghĩa chiến lược. Ông Tập đặc biệt coi trọng quan hệ giữa Đảng và giữa hai nước và sẵn sàng làm việc với ông Trọng để tăng cường liên lạc chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực và thúc đẩy sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Được biết, vào hồi năm 2017, khi đang thưởng trà sau chuyến thăm ở nhà sàn ông Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó đã bày tỏ với ông Tập Cận Bình là trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình là lãnh đạo quốc gia duy nhất đến nay chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng. Vào sáng ngày 31 tháng 1, trong phiên họp bầu Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ông tiếp tục nắm quyền vì chấp hành nhiệm vụ của đảng viên, mặc dù từng xin nghỉ. Thông tin này được chia sẻ với báo giới vào ngày bế mạc của Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong buổi họp và sau lễ bế mạc của Đại hội vào buổi sáng ngày 1 tháng 2. Ông Trọng cũng đã nói sức khỏe là quan trọng và là nhân tố quyết định để làm việc. Ông nói, tôi cũng không được khỏe lắm, tuổi đã cao rồi, tôi đã xin nghỉ, nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm vì đảng viên thì phải chấp hành. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã từng đột quỵ lần một tại Kiên Giang hồi tháng 4 năm 2019. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thường xuất hiện với những hình ảnh đi không vững và luôn phải có người dìu và giúp đỡ. Ông Trọng nói tiếp, tôi cố gắng hết sức nhưng làm được hay không là tập thể, là đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng, toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhất trí đồng lòng. Vai trò của cá nhân quan trọng nhưng chỉ là cá nhân thôi. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ thứ 3, khác hoàn toàn so với điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định. Và điều này dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã bước lên điều lệ Đảng để tiếp tục lãnh đạo. Đại hội đã kết thúc sớm được cho là một phần do có ngại vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện đang tái bùng phát tại nhiều tỉnh thành và ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi tổ chức sự kiện chính trị có gần 1.600 đại biểu và hàng trăm nhà báo, an ninh, nhân viên phục vụ tham gia. Thông tin cho biết, nhiều đồng chí từ miền sâu xa, miền núi, miền biển của thủ đô đảm bảo an toàn, nhất là trong bối cảnh Covid-19 đã xảy ra cũng lo lắm, ông Trọng nói tại cuộc họp báo như vậy. Trước khi diễn ra đại hội, một nguồn ẩn danh đã nói với đài BBC rằng việc đi lại của các đại biểu tham dự lần này sẽ được kiểm soát rất chặt, một phần để phòng rủi ro Covid-19 mặc dù khi đó chưa có dịch, nhưng một phần cũng để các đoàn đại biểu không giao lưu với nhau để vận động mua phiếu. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp báo cũng nói về các biện pháp phòng chống tình trạng gặp gỡ, ăn uống, chè chén, vận động, xin phiếu tại đại hội lần này. Công tác nhân sự lộ ra sắp tới ông nào làm gì là đã phức tạp. Sắp tới, mình không biết có được bầu không, ông kia sao lại hơn phiếu mình thì tâm tư ngay, rất phức tạp, nhạy cảm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy và mô tả tiếp. Công tác nhân sự được thống nhất rất nhanh. Lần này, các anh chị thấy tất cả bầu một lần là xong, đầy đủ các chính thức và dự khuyết. Hôm qua, họp Ban Chấp hành Trung ương dự kiến họp cả ngày, nhưng có buổi là xong. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương rất nhanh, thống nhất cao.
ra đại hội thảo luận cả ở tổ và trên hội trường cũng rất nhanh. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng bỏ phiếu bầu ban chấp hành Trung ương khóa 13 vào chiều ngày 30 tháng 1. Trong khi chủ đề chống tham nhũng được đề cập tới không nhiều trong các báo cáo dài mà Nguyễn Phú Trọng đọc tại buổi khai mạc đại hội, nhà lãnh đạo 76 tuổi dường như đã tận dụng tối đa về sức mạnh của truyền thông khi nói về tham nhũng tại cuộc họp báo ngay sau lễ bế mạc đại hội. Đây là tham nhũng, là căn bệnh của những người có quyền, có chức, có quyền và nắm trong tay tiền nữa, của nữa thì rất dễ, không chỉ tham nhũng mà còn tiêu cực lợi ích nhóm. Từ năm 2013 đến giờ làm liên tục xử bao nhiêu vụ, bao nhiêu ủy viên Trung ương, bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị đi tù, thậm chí thu hồi tài sản tôi cũng không tưởng tượng được hàng triệu đô la, bao nhiêu tiền tỷ. Chưa bao giờ thấy một khóa có mấy ông ủy viên Bộ Chính trị phải đi tù, cách chức, thu lại bao nhiêu tài sản, chỉ một vụ việc thôi mà hàng triệu đô la. Đấu tranh chống tham nhũng phức tạp, khó khăn là như vậy, nếu không có dũng khí, tình cảm chân chính, bản lĩnh thì dễ mắc lắm, ông Trọng đã nói. Và ai chả thích của, thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất, chết cũng không mang tiền theo được. Trong khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mô tả đại hội thành công, thì ông cũng gửi đi thông điệp rằng vấn đề không chỉ nằm ở các nghị quyết. Quan trọng hơn là sắp tới chúng ta phải đưa nghị quyết vào cuộc sống như thế nào, biến nó thành hiện thực như thế nào, phải ra của cải vật chất và nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân được sung sướng hơn. Thế mới gọi là thành công ở tầm nhìn ấy. Chứ không phải thông qua nghị quyết xong, vỗ tay là đại hội thành công. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy. Ông Trọng được dư luận trông đợi là sẽ về hưu khi mà cấp dưới hết tranh cãi với nhau đủ lâu để có thể đồng ý với nhau về cách thay thế ông tốt nhất nhằm gỡ thế bí nhân sự. Đây là hình ảnh lễ bế mạc của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2021. Trước Đại hội 13, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm trong bài viết cho đài BBC nhận xét rằng người mà ông Trọng đang đi tìm thì là chính ông, một chỉ dấu cho thấy sự bế tắc trong việc chuyển giao quyền lực ở thời điểm này. Chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm một Nguyễn Phú Trọng, và càng loay hoay tìm người kế vị, ông chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình. Tiến sĩ Liêm đã viết như thế. Còn trên trang Facebook cá nhân có hơn 40.000 người theo dõi, thì giáo sư Mạc Văn Trang đã bình luận rằng bảo cụ Trọng phải tiếp tục làm Tổng Bí thư thì được, còn bảo cụ ấy già yếu, nghỉ cho người trẻ lên là phản động. Dân chủ thế đấy. Cũng trong bài viết tiếp theo, thảo nào nhân sự đảng là tuyệt mật của giáo sư Mạc Văn Trang, ông viết: nay xem danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vừa được công bố mới càng thấy tuyệt mật về nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam là bí quyết thành công. Nếu công khai danh sách để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân góp ý, thì nhiều chuyện thâm cung bí sử của nhiều đồng chí sẽ toe toét ra, không khéo bung, toàn thì nguy. Bí mật nên lòng dân mới không biết ý đảng ra răng mà mật, ông nói. Cụ Nguyễn Phú Trọng cứ cho là sự nghiệp đốt lò của cụ được nhiều người khen. Cụ gương mẫu với các đảng viên, cụ có công củng cố đảng, nhưng ngay trong dân có nhiều ý kiến về cụ đấy, nhà bình luận này nói tiếp. Nhiều người thương yêu cụ, bảo cụ già yếu, bệnh tật thế kia, để cụ phải gánh vác công việc nặng nề, nòm rất tội nghiệp. Nghe nói cụ bà cũng khuyên can cụ nghỉ hưu thôi. Nhiều người quý cụ mà muốn cụ được an nhàn tuổi già. Cũng có người bảo cụ Biden bên Mỹ còn già hơn, nhưng cụ ấy chưa bị bệnh, còn đi lại nhanh nhẹn, quỳ gối cũng rất nhanh, thành thoát. Còn cụ Trọng thì tai biến rồi, đi phải có người dắt, tuổi càng cao sẽ càng yếu. Và cụ lại mang tiếng là tham quyền cố vị ở đại hội lần thứ 12, lúc đó đã hứa là làm nửa nhiệm kỳ, thế rồi kéo dài cả nhiệm kỳ, nay lại kéo dài tiếp nhiệm kỳ thứ 3. Thế là vi phạm vào điều lệ đảng, mà thân thì làm tội đời, chứ được cái gì. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc của đại hội 13. Lại có người bảo, sao cụ không tin vào người kế cận do chính cụ tuyển chọn, rồi bồi dưỡng mà cứ cố ôm đồm, che giả, măng mọc chứ, ôm sao được mãi như vậy. Cụ từng chọn ông Phạm Quang Nghị làm thế tử, thế rồi cũng đi tòng. Rồi ông Đinh Thế Huynh, cụ tâm đắc lắm, nhưng mà cũng cho ngồi chơi xây nước, mất tăm luôn. Rồi đến khóa này, ông Trần Quốc Vượng được chọn là thường trực ban bí thư, dưới một người, trên vạn người, quyền sinh, quyền sát bấy lâu nay, thế mà cũng cho tuột dốc không phanh. Vậy là sao? Có kẻ độc mồm, thảo thuyết âm mưu nó bảo, cụ chỉ giả vờ lú thôi chứ thâm nho lắm, chọn người kế vị có vấn đề để cụ phế đi và tiếp tục nắm quyền. Thôi thì miệng tiếng, dân biết dân bàn phức tạp lắm. Còn cái bọn thế lực thù địch, cơ hội bất mãn
đòi tam quyền phân lập xã hội dân sự mà cụ gọi là những kẻ bất hảo. Chúng nó chê cụ kinh lắm, chả dám nhắc ở đây làm gì. Nhưng bọn ấy cũng là dân đấy, chúng vẫn là công dân, thực hiện theo điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ dù cụ đã bảo Hiến pháp là quan trọng lắm, chỉ dưới cương lĩnh của Đảng, nhưng bọn này không thể biết cương lĩnh Đảng là cái gì, cứ Hiến pháp là tối thượng. Và nếu cụ bắt bọn này đi tù hết thì nhà tù ở đâu ra mà chứa cho đủ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, dân tinh lắm, hỏi dân biết cả. Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cũng đã nói, dân là người giám sát, không qua ai được mắt dân đâu. Điều này đúng sự thật là chân lý đó. Nhưng Đảng nói vậy mà lại sợ hãi, trốn tránh, che giấu sự thật, bầu bán xong rồi mới dám công khai, thì dân còn biết làm gì? Giáo sư Mạc Văn Trang đã nêu ra quan điểm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2021 với bản tin Tập Cận Bình chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.